Trên tay mình đang cầm là chiếc Oppo Find 3 Pro, chiếc flagship cao cấp nhất của Oppo vào năm 2021. Đến hiện tại thì đã 2 năm trôi qua, hãy cùng mình nhìn lại để xem chiếc Find 3 Pro này còn là gì và được định vị như thế nào ở trong năm 2023 này nhé. Chào mừng các bạn đến với Offline, cộng đồng Oppo chính thức tại Việt Nam. Đầu tiên là về cảm giác cầm nắm. Cảm giác cầm nắm ở trên Find 3 Pro phải nói là siêu ấn tượng bởi vì hai lý do. Thứ nhất là do trọng lượng của máy rất nhẹ, mặc dù máy được hoàn thiện vẫn rất cao cấp. Thứ hai là do mặt lưng được bo cong bốn cạnh cho cảm giác cầm nắm rất là ôm tay. Mặc dù là chiếc máy cao cấp được trang bị những công nghệ tối tân, nhưng máy chỉ nặng khoảng 190g và có độ dày hơn 8mm mà thôi. Có thể nói Find 3 Pro là một trong những chiếc điện thoại cao cấp mang lại trải nghiệm cầm nắm tốt nhất trên thị trường hiện nay. Về màu sắc thì phiên bản Find 3 Pro mình đang cầm trên tay có màu đen. Mặt lưng này được phủ một lớp gốm nano cho cảm giác siêu bóng bẩy và sang trọng. Nhưng mà bù lại thì mặt lưng của nó rất dễ bám dấu vân tay, các bạn phải thường xuyên lau chùi. Về thiết kế cụm camera, từng là một chủ đề bàn tán khá nhiều, bởi vì theo hãng nói là được thiết kế lấy cảm hứng từ tàu vũ trụ cho cảm giác siêu tối tân và hiện đại. Nhưng mà cái này thì tùy quan điểm và tùy gu thẩm mỹ của mỗi người. Cá nhân mình thì mình thấy cũng khá đặc biệt. Tiếp theo là về màn hình. Máy trang bị tấm nền AMOLED với kích thước 6,7 inch, độ phân giải 2K siêu nét. Bên cạnh đó không thể thiếu được tần số quét 120Hz. Công nghệ LTPO được trang bị giúp máy chuyển đổi tần số quét linh hoạt từ 1Hz đến 120Hz tùy vào loại nội dung hiển thị. Nhờ vậy mà giúp máy tiết kiệm pin hơn đáng kể so với tấm nền 120Hz thông thường. Chất lượng hiển thị thì khỏi bàn luôn, màu sắc được tái hiện sinh động, chi tiết siêu cao, màu đen sâu, giải màu rộng nhờ vào công nghệ 10 bit màu, giúp cho khả năng hiển thị được hơn 1 tỷ màu sắc so với chỉ 16,7 triệu màu của những smartphone thông thường. Vị trí đặt camera đục lỗ trên Find 3 Pro cũng là một điểm yêu thích của mình, khi mà nó được để lệch thẳng về góc trên bên trái, không phải để ở giữa. Nhờ đó mà khi mình xem video hay là chơi game cũng không ảnh hưởng đến không gian hiển thị cũng như là không gian thao tác của mình. Thứ ba là về camera. Find 3 Pro được trang bị cảm biến camera góc rộng và góc siêu rộng đều là Sony IMX 766. Về chất lượng thì hai chiếc cảm biến này cho chất lượng tương đồng nhau, thậm chí là không có sự khác biệt quá nhiều ngay cả trong điều kiện thiếu sáng. Ở điều kiện đủ sáng, ảnh chụp ra đem lại chi tiết siêu tốt, màu sắc sống động, đặc biệt là khả năng xử lý HDR cực tốt, vùng sáng và vùng tối được kéo lên rõ ràng. Như tấm ảnh này, kẻ chi tiết được tái hiện tốt, màu sắc hài hòa, không bị cháy vùng sáng và vùng tối vẫn được thể hiện tốt. Cùng góc này nhưng chuyển qua camera góc siêu rộng thì ảnh cho ra vẫn có chất lượng rất tốt, tương đồng với camera chính, điều mà hiếm một chiếc điện thoại nào trên thị trường có thể làm được. Vùng trời xanh cân bằng tốt, không bị quá cháy sáng ở hướng mặt trời. Các chi tiết ở vùng tối như là ban công, cây xanh vẫn được tái hiện rất tốt. Khả năng quay video của máy vẫn khá tốt, tính năng video siêu chống rung hoạt động hiệu quả dù mình chỉ cầm tay không để quay. Tính năng video AI giúp xử lý tốt các video trong điều kiện phức tạp như là ngược sáng hay là thiếu sáng và vẫn rõ các vùng trong đoạn phim. Cuối cùng là về pin. Find 3 Pro sử dụng viên pin 4500 mAh, nhưng mà thời lượng sử dụng thực tế lại không quá cao bởi vì máy sử dụng con chip Snapdragon 888 khá là nóng và màn hình 120Hz 2K. Về thời lượng sử dụng thực tế thì máy dùng được khoảng hơn nửa ngày với các tác vụ thông thường như là chụp ảnh hay quay video và cả chơi game. Nếu sử dụng quay chụp nhiều thì mình phải sạc 2 lần. Về sạc thì máy cũng được trang bị công nghệ sạc siêu nhanh Super VOC 65W, sạc được 40% chỉ trong khoảng 10 phút và đầy pin chỉ trong khoảng 30 phút. Đây là những cảm nhận của mình về chiếc Oppo Find 3 Pro sau 2 năm sử dụng. Nhìn chung thì sau 2 năm, chiếc máy này vẫn quá ấn tượng về mặt thiết kế, với thân máy mỏng nhẹ, mặt lưng bóng bẩy và cụm camera độc đáo. Ngoài ra thì những tác vụ sử dụng thường ngày của mình như là quay chụp hay là chơi game thì Find 3 Pro vẫn đáp ứng rất là tốt. Cờ kiến của các bạn thế nào? Hãy để lại bình luận bên dưới nhé. Nếu thích video này, hãy cho mình một like và một subscribe. Đây là Offline, cộng đồng Oppo chính thức tại Việt Nam.